đến đây để nhờ đạo sĩ Hải tìm giùm vợ, mà chú này là tìm vợ được không? Còn chú dạy cho ông không? Rồi. Rồi bây giờ hỏi thăm chú nè, chú họ tên gì? Dạ Trương Phi Tâm. Sinh năm mấy? Dạ 1971. 1971. Chú quê ở đâu? Sùng Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chú từ Sùng Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu đi tìm sĩ Nguyễn Hải phải không? Dạ. Tìm sĩ Nguyễn Hải là chuyện gì nói cho rõ. Dạ, đồ sĩ của anh Hải với lại anh Công Trần với anh em là tìm có người phụ nữ nào mà đã ly hôn chồng hay là cái gì đó thì em cần tìm người phụ nữ về em làm vợ. À, kêu nữ gì vợ Dạ. chứ hồi đó giờ chú có vợ con gì chưa? Có rồi. Chú có mấy đứa con rồi, Hai đứa. bây giờ vợ chú đâu rồi, Đã ly hôn là ly hôn bao lâu rồi, Dạ, cỡ 5 tháng. ly hôn 5 tháng được không? Bà con bác lợn chia sẻ giúp giùm chú này, đi với chú xe ôm, tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu đây tìm hiệp sĩ Nguyễn Hải để nhờ tìm vợ, nên mọi người nên là bác chia sẻ giúp giùm nếu mà thấy có cô nào ở đâu dễ thương đẹp làm ai cho chú này. Hồi Bây giờ bà con bác có liên lạc đội Xuyên Hải à, 0913 785 8558, bà con bác lợi chia sẻ giùm. rồi thám tử đường phố, xin chào chị bà con cô bác. Thì nãy giờ anh Hải với em cũng ngồi đây cũng nghe chú chia sẻ, thì có chú xe ôm heo nữa đó. Thì giờ anh nhắc lại đi, bây giờ em hỏi anh hen, anh cứ nói ra để cho mấy chị mới được chị thấy hít được, thì về ở với anh lo ha. Dạ. Bây giờ Thôi bây giờ nè, không phải, bây giờ hỏi chú này, bây giờ chú muốn mỗi người như sao, bao nhiêu tuổi, hỏi thì mới được, bao nhiêu tuổi rồi mới làm mai được. rồi dạ cỡ 37 36 tới 50 là bằng tuổi em 36 50 phải không? rồi. Rồi bà con bác đợi chia sẻ giúp mẫu mẫu người sao, tính tình mọi người sao, sao, cách tình mẫu sao. mẫu người là có tâm tốt, có đạo đức tốt và chung thủy, trung thủy chung vô vùng miền nào cũng được. Đó là về lo cho anh, ở với anh chia sẻ đúng không, về tuổi già. Đó, thì giờ anh nói lại đi, anh họ và tên gì, mấy tuổi, ở đâu, chiều cao nhiêu, cân nặng nhiêu. Dạ, em tên Trương Phi Tâm, Ừ. ở Xuân Mộc, Bà Rịa, Vũng Rồi. Tàu. À, cao chắc cỡ 1m65, nặng cỡ 56, 50, 55 kg. 55 kg, à, tướng người chuẩn ha. À, sức khỏe làm sao, dồi dào không? Sức khỏe cũng ổn định. Ổn định thì có đáp ứng được nhu cầu cho mấy 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 cô không? Dạ, máy móc thì còn tốt. À, máy móc này quá ngon đó, thì vậy thì giờ á mình cái gì cũng vậy, mình muốn mà có một cái người để đi với mình tới răng long đầu bạc á, thì mình cũng phải có cái điều kiện để lo cho người ta đó. Cái nhất cái hai nữa thì cũng phải chung thủy, chú hiểu không, ai cũng vậy, người đàn bà người ta cũng phải có một cái người để có chỗ dựa. Thì giờ á mình không phải mình phe hay gì hết, mình cứ nói ra hẳn luôn. Giờ chú là chú lo được cho người ta những cái gì, chú nói ra đi. Đó. Thì trước khi em nói lên thì em xin lỗi là ông bà cô bác anh chị em đi cộng đồng mạng, cái này là không phải là em khoe nhưng mà em nói bằng sự thật là đối với người ta thì nhỏ thiệt, nhưng mà đối với mình thì lớn. Thì em có 2 tỷ gửi ngân hàng thì em mới thiệt vậy. Ừ. Em đủ sức lo cho một người hay mà có một thêm một con nữa. 2 tỷ rồi, bây giờ giấy tờ đâu, giấy tờ mà làm có chứng minh là 2 tỷ, Ừ, nói chung vậy là tiền 2 tỷ giờ nằm đâu? 2 tỷ là cháu em đang đem về em gửi cái ấy qua cho anh công Ừ, Trần. thôi nói chung là giờ hiện tại là giờ nhà chú cũng có cái điều kiện là 2 tỷ đúng không, nhưng mà anh em cũng phiên chúng câu này nè, tiền của mình thì mình giữ đúng không, còn mà mình giữ không được á mình kêu ngân hàng đó, rồi mình muốn sau này bao nhiêu năm nữa mình để là cho ai mình để sẵn nha, hiểu không, chứ để giờ đợi giờ nhiều cái nhiều thứ lắm mình không biết được cái gì, thì anh em không biết là 2 tỷ của chú là ai giữ, nhưng mà chú có thể là rút về để lo được cái cuộc sống của chú với thêm vợ đúng không đó. Rồi cái hai nữa thì giờ nhà cửa chú làm sao, đất đai làm sao? Nhà cửa thì cũng hồi nãy cũng đưa cho anh Hải coi rồi, có À, nhà, có đất, có giấy chủ quyền tên của mình đứng. ừ anh bà này cần cháu Dạ tên em. rồi, bây giờ con anh nó mấy đứa con, mày con anh ở đâu, Dạ con theo mẹ nãy. mẹ thì giờ vợ anh bên đó nuôi con anh có điều kiện không?
Tại khi ra tòa thì vợ không cần chu cấp gì hết, mà trong giấy ly hôn là thỏa thuận. Thỏa thuận. Hai bên chia tài sản là thỏa thuận. Có chia chưa? Chia rồi. Chia rồi. Anh mặc dù là không chung cấp nhưng mà anh có chung cấp không? Nếu mà sau này có điều kiện thì mình cũng cho con mình một ít. Ừ, nói chung mình giờ cũng có điều kiện rồi á. Đâu, nhưng mà sau này thì thí dụ con nó lớn á, mình cho thì giờ nhỏ nhỏ thì mình chỉ chăm sơ sơ cho nó, phụ cho nó đi học ăn uống mà thôi. Ừ, học ăn uống. Đó thì cái tình trạng của chú vậy thì chú có thường xuyên coi những cái clip của anh em đăng không? Coi rất nhiều, bên anh Hải với lại bên hiệp sĩ đường phố với lại bên anh công Trần. Chú có coi mà những cái cô mà bị lừa tình không? Có. Chung thủy mà bị lừa tình á. Có. Chú có thích anh nào, cô nào thì chú cứ miêu tả đặc điểm mà nó nhắc tên cô đó ở đây đi, coi cô đó có chịu để cho anh lo. Trong đó có hai người. Ừ. Một người Lê Thị Hiền bị lừa 600 triệu á. À, 600 triệu ở Tân Nguyên, Vĩnh Tân. Tăng. Phú Chánh chứ. Ông Phú Chánh. Với lại một người Nguyễn Thị Mạ sao? Cũng gì mà bị lừa chiếc xe Honda với cái điện thoại. Ừ, thì giờ anh có gì đó chia sẻ với hai cô đó, bắt đầu chị Hiền trước đi, chia sẻ chị Hiền trước đây, chị Hiền chia sẻ sao cho chị Hiền có nghe được. Nếu cô Hiền mà coi được cái clip này mà nếu đồng cảm á thì xin số điện thoại tìm hiểu nhau, nếu được thì hai bên tiến tới xa hơn. Ừ, giờ anh lo làm sao anh nói cho rõ ra. Ừ. Thì nói chung thì kinh tế thì mình lo được cho người phụ nữ để cho người ta yên tâm. Nè, yên tâm. Rồi có như đó. Anh nói là chú nói là chắc chắn là chú lo được cho cuộc sống người ta không? Chắc chắn, tại chắc chắn với tiền tới đây mà đây là người thật việc thật mà anh Hải. Ừ, chắc chắn là lo được đúng không? Chứ đâu có ai mà chui vô hang cọp, chỗ này là hang cọp mà đâu có ai. Rồi, thì giờ rồi coi còn cái chị kia, sao chú có lo được hay không? Chú thấy cảm thấy cô đó làm sao? Hay cô này sao? Tại hai người thì mình chọn một người, nếu mà cô nào đồng cảm thì đến cái gì, không lẽ mình chọn hai thì tham quá. Ừ. Nó mình mám không? Tham nói mình mám. Nhưng mà rồi, nói chung là giờ hai người nào là cũng được đúng không? Dạ. Nhưng mà thấy chú thấy hai người đó làm sao, đánh giá làm sao, chú nói cho hai cô đó nghe. À. Đánh giá thì mỗi mỗi người mình chưa tiếp xúc, mình chưa có tiếp xúc thành ra mình cũng không có đánh giá được, chỉ nghe mấy cô lên đây là nói bị lừa tình trạng như vậy thôi, chứ còn khi tiếp xúc là mình mới dám đánh giá được. Thì nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh rất khổ, rất tội. Ừ. Đó thì anh em thì cũng mong là đưa lên thì mấy cô đó, mấy chị đó nghe được, nhiều cô khác nghe nữa. Yeah. Đó. Thì cái chú này là sao? Chú anh nói chạy đơm. Chú tú tên gì? Trinh Mạnh. Trinh Mạnh là chú chạy đơm khu vực nào? À, Hàng Xanh. Hàng Xanh. Rồi sao chú quen được anh này? Xe xuống bắt đầu ảnh kêu lên là Bình Dương hiệp ngay chỗ chú Hải nãy gì đó. Nói lên đây nghe bưu điện hỏi chạy vô tới đây. Yeah. Thì vô tới đây thì nghe được cái hoàn cảnh ảnh là cái như là đi tìm những người nào năng thuộc, cái như là nói là tìm vợ đi. Thì thấy mà như vậy thì anh cũng thấy là đi dọc đường cũng kể chuyện nói chuyện là thấy anh cũng thật thà đó. Thì bây giờ xin anh Hải rồi cái coi dồn cái mà giúp cho anh dùng cho được cái mà duyên nợ có rồi, để cho anh cũng giữ dưỡng cái tâm của anh đặng cho nó vui vẻ, không có còn cái mà quấn thích gì giờ mà đó. Dạ thì chú có cái kinh nghiệm gì, bao nhiêu vợ rồi, làm sao rồi chú chia sẻ cho anh nghe sơ qua, cho anh em nghe sơ qua. Chú thấy chú cũng lớn nhưng mà chú thấy cũng hiền, chú anh này cũng hiền, chú chia sẻ đi sơ cho bà con nghe. Thì xin anh Hải với hai dì lên clip này á, thì tôi cũng là tên Mạnh chạy không đâu, không thấy anh này á kể như cũng là nhìn thấy thiệt tình mà ảnh nói chuyện là lên kêu chú Hải giúp dùm những kiếm những người là cái như là thật thà thì được, thì cái như là xây duyên cho ảnh, phải không? Yeah. Thì đó thấy tôi cũng nghe ảnh cũng nói là cái mình cũng sống có một mình mà thấy cũng buồn. Thì bây giờ cái số mà của ảnh dư gì á, tôi đâu có biết được, phải không? Mà ảnh nói là ảnh chấp nhận là ảnh phải
ai mà xây duyên được thì ảnh dòm được, thì ảnh có lòng của ảnh thì ảnh đưa hết, nó là về ở là cái như thành vợ chồng nó vui vẻ. Tôi cũng đi ông đó ôm anh Mạnh là tôi cũng chúc cho anh được hạnh phúc nhiều năm nay, là chúc qua sang năm là có ai mến như anh là vui vẻ, đừng có có sức khỏe đầy đủ. Chú câu hỏi chú nha, chú có bao nhiêu bà này, chú lớn bao nhiêu bà? Nó có ba. Ba bà là ở chung luôn hay sao chú? Có, riêng đó. Ở riêng hết bà cái nhà. Đi ở du quê quê hết. Ở quê hết nhưng mà nói chung là ba bà rồi. Chú cũng chú chi chú này đứa bà. Ổng không chịu đâu chứ chịu là đưa luôn á. Đưa chịu đưa luôn không? Bà nào được được chi hết. Ba bà bao nhiêu đứa con chú? Bà một đứa. Bà cái hai. Bà này một đứa thôi, nhiều đó thôi. Không nhiều. Nhưng mà điều cái là ba bà cũng thương chú ha. Nói gặp nhau nói chuyện thôi mà không dám đụng nữa. Sợ nhớ sợ đẻ nữa. Mày đẻ nữa. Nhất đụng mày sợ đẻ nữa đúng không? Cùng vậy dán ra, chúc mừng nha. Dán chú... kiếm một có sức khỏe đầy đủ. Chú năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tí. Tí là bao nhiêu ta con không biết nữa chú nói chú bao nhiêu? 60 á. 60 rồi. 60 là giờ đụng là đẻ á. Nhưng mà không giữ à. Nhưng mà chơi con hỏi chú á. Tốt mà. Anh tên gì? Trường 67. Trường Huy Tâm. Trường Huy Tâm. Anh Tâm á, giờ em hỏi thiệt anh Tâm nha. Anh Tâm còn sức đập đốc đứng yêu cầu cho mấy bà đã để kiếm hiềm cô tí không? Nói chung là máy móc còn thấp. Nhưng mà ý là còn được sản xuất được cô tí, sản xuất được cô tí không? Được chứ. Nói chung còn được đúng không? Vừa nó. Thưa quý anh chị bà con cô bác, thì hai chú anh đây cũng chia sẻ thật lòng, cũng thiệt tình. Đó. Thì anh có cái lời nào ngắn tới bà con cô bác trong và ngoài nước không? Anh nhắn gửi tới bà con cô bác trong ngoài nước đi, rất là nhiều cô bác coi á. Nhân dịp năm mới thì chúc bà con cô bác trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước được bình sức khỏe và bình an hạnh phúc. Thì nếu mà các cô nào mà coi được cái clip này, nếu đồng cảm được á thì cứ liên hệ cho anh Hải hoặc anh Công Trần. Thì ông Trần ở đây hâm hiện nãy với Thám Tử này, em Thám Tử đường phố, Thám Tử đường phố hay dạ. Thám Tử đường phố mạnh cho số dạ. Rồi giờ anh chứng tỏ cho mình là cái tay bên kia mình săn lên đây, săn tay lên không, săn tay lên vậy cái ơi, nếu mà mình làm lên cho mấy chị thấy là tôi đây còn được không? Không ta dừng lên đó, dơ lên thôi, dơ lên dơ lên này, dơ cao lên đó, quyết tâm này, cái này anh em cũng chúc anh mong là mấy chị đồng ý ok rồi thôi. Mấy cô mấy chị mà với đồ có liên hệ với anh Hải số 0913785888 em đó, rồi anh em sẽ có cách để cho liên hệ gặp với nhau. Nhưng mà thì quý bà con cô bác với lại mấy chị cũng biết rồi đó, là anh em thì đưa lên tên toàn là những câu chuyện lừa đảo rồi đủ thứ hết à, cho nên là mình mong là về với chú là sống với chú thiệt tình thiệt dạ, nó hết mình lo cho chú lo ngược lại đó. Thì mong là sắp tới đây anh em cũng có một cái đám cưới nhỏ nhỏ ăn cũng được, không sao. Thì anh em lên này gặp chú này là thiệt tình nè, rồi mặt nói chung là thấy hiền nữa, hiền hậu, nên là anh em đưa lên để cho mấy chị xem mà mấy chị chọn. Anh Hải có ý kiến gì anh Hải nói ra cho bây giờ biết. Nói chung là bây giờ chú này từ ở Vũng Tàu xin mong Vũng Tàu đến đây nhờ Xuyên Hải tìm vợ, nên bà con với loại chia sẻ giùm, có gì liên lạc được Xuyên Hải 0913785858. Chú này tội nghiệp lắm, đi từ hồi sáng qua nay giờ này mới đến hiệp sĩ Vinh Hải để nhờ tìm vợ. Tôi có ai chú này sinh năm 1971, có gì ai mà có đồng tâm đồng hiệp với ảnh muốn chi chú này thì liên lạc qua đạo sĩ Hải là một người để nói bắt cầu nói qua để cho hai người xâm hợp. Chú này chú nói chú có 2 tỷ đồng đang gửi ngân hàng để nuôi vợ nuôi con được đó, bà con bắt đầu chia sẻ giùm. Bà con cũng bắt đầu chia sẻ cho tôi, hiện nay là tôi vợ mới mất nên tôi cũng đang buồn, nên mọi người cũng thông cảm, có liên lạc cho số điện thoại 0913785858. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ. Giờ em có ý kiến vậy nè, mấy cô mà thấy mà đồng ý á thì mấy cô cho cái cuộc hẹn ngay lên đây
anh em quay làm chứng luôn đó, là kêu chú lên luôn, quay làm chứng, là kêu thêm chú Mạnh Sơn nữa lên làm chứng nữa cho nó rõ ràng. Nhưng mà sau khi làm chứng mà đồng ý với nhau, về với nhau rồi là không có lừa nhau nữa đó, chứ lừa nhau là anh em đăng lên em tìm nữa là không được. Tại cái kênh của anh Hải với lại chị Đường Phố anh Công Trần là kênh là chuyên bắt tội phạm với lại lừa đảo, như là tầm ta mình lên đây mình rất tin tưởng bên kênh của anh Hải. Nó bà con biết là bên quen là phải quen thật tình với bà con, ở đây mà cầu lập cầu nói mà quen là giả dối mà lừa đảo là thì xin hãy là bắt luôn nha. Thì nói mọi người biết vậy không, cho mọi người hãy chia sẻ giùm ha, chia sẻ giùm chú nè bằng áo thun nha. Còn chú này là tóc bạc, chú này là chạy xe ôm, chú Mạnh. Chú Mạnh từ ở Bến Xe Miền Đông chở về đây để chú làm cầu nói cho đạo xin hãy. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm, mọi người hãy chia sẻ. À, nói chung là chú Mạnh á, là tiểu sử là cũng ba vợ à, là đúng bà nào là đẻ bà đó, nên là chú cũng nghe ông này lên là chú cũng phái, nên là chú về tới chú trước chia sẻ miếng kinh nghiệm đi. Chia sẻ cho chú này nè, chứ con là con có vợ nào chia sẻ nó về nó thịt con chết à. Dạ thôi anh em cũng kết thúc video đi. Kết thúc video, hẹn gặp.